Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Vấn: Khi chưa nhập pháp môn Quán Âm, có thể ở nhà tu được không? Và dùng phương pháp nào? Sư phụ: Từ trước đến nay đã tu tập pháp môn nào chưa? Chưa. Chưa là phương pháp tốt nhất. Như vậy mới có thể tu tập pháp môn Quán Âm ngay tức khắc được. Không phải bị phức tạp, nghi ngờ và so sánh. Như ngày trước tôi tu tập pháp môn khác thì dễ dàng hơn, không phải ngồi thiền, chỉ cần mỗi ngày ngồi niệm 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 là được rồi. Chưa học pháp môn nào thì mới là phương pháp tốt nhất. Đừng đợi nữa, hãy học pháp môn Quán Âm ngay đi. Tại sao phải học những pháp môn khác? Đã biết rằng pháp môn Quán Âm là phương pháp cao nhất rồi mà còn đi tìm ở đâu nữa? Chỉ mất thời giờ thôi. Vấn: Tại sao Bồ Tát có đến 10 cấp bậc? Sư phụ: Bởi vì lực lượng cao thấp khác nhau, hiểu không? Ngay cả thầy giáo, cô giáo cũng có nhiều loại. Có thầy giáo, cô giáo dạy lớp mẫu giáo, tiểu học, sơ trung học, cao trung học và đại học. Bồ Tát cũng như thế. Có người vừa mới tu học, lực lượng chưa được bao nhiêu. Chẳng hạn như người vừa mới được truyền tâm ấn thì đã đạt được quả vị của thế giới thứ hai. Nhưng khi người ấy theo con đường của Bồ Tát, giúp sư phụ hoằng pháp, dán bích báo hay đăng báo để kêu gọi mọi người đến nghe giảng kinh, người ấy cũng là Bồ Tát. Tuy nhiên, chưa có thể dựa vào chính bản thân để độ chúng sinh, vẫn còn phải dựa vào lực lượng của sư phụ, hiểu không? Các vị Bồ Tát từ cấp bậc thứ 10 trở lên có thể dựa vào chính mình để độ chúng sinh. Họ có thể kêu gọi mọi người đến nghe giảng kinh, tự họ cũng có thể thuyết pháp, truyền lực lượng cho người khác. Những vị ấy đều được gọi là Bồ Tát, chỉ khác nhau về lực lượng mà thôi. Bởi vì lực lượng tu hành cao thấp không giống nhau, cho nên mới có sự phân biệt của danh xưng. Chỉ nên tiếp tục tu hành, đợi khi thời điểm đến, chúng ta sẽ tự nhiên hiểu ra. Chúng ta có thể đi độ chúng sanh, truyền tâm ấn cho người. Lúc ấy mọi việc sẽ phát xuất ra rất tự nhiên. Lúc này chúng ta không nên nghĩ ngợi làm gì về sơ cấp hoặc đẳng cấp thứ 10. Cố gắng tận lực tu hành là tốt nhất. Vấn: Con người khi nghe đến tôn giáo thì rất muốn đi tu. Có người cho rằng chỉ có người ngu muội mới đi tu. Trên thế giới này có bao nhiêu thứ để cho chúng ta ăn uống và hưởng thụ khoái lạc. Tại sao lại không hưởng thụ, ngược lại tự đi tìm chuốc khổ vào thân? Vậy ta nên chứng minh như thế nào để họ hiểu rằng đi tu mới tốt, không có tu mới tội nghiệp? Con xin sư phụ khai thị cho. Sư phụ: Quý vị có thể tự mình khai thị được không? Hay là phải để cho sư phụ khai thị giùm? Tu hành thật ra rất tội nghiệp. Mọi người ai cũng ăn hiếp sư phụ, vì sư phụ chỉ có một mình. Quý vị thấy đó, tu hành rất tội nghiệp, có phải không? Đương nhiên là không phải. Bây giờ sư phụ nói cho quý vị nghe, tu hành và không tu hành có những gì không giống nhau. Tại sao cần phải tu hành? Người tu hành là người như thế nào? Họ là những người có đạo đức, ít nhất họ cũng không giết hại và không trộm cắp. Không giết hại bao gồm không giết hại động vật và giảm thiểu những nỗi khổ của chúng sinh. Họ là những người sợ nhân quả, đương nhiên họ cũng không giết người, ở với họ rất an toàn. Người không tu hành thấy sát sanh không chút động tâm, cho nên khi ở với những người này, chúng ta cảm thấy không an tâm. Từ những điểm này, chúng ta có thể nhận ra ngay thế nào là sự thật, cho nên tu hành có ích lợi hay không, quý vị có thể hiểu ra. Người tu hành là người có đạo đức, họ biết được có nhân, có quả, họ rất sợ, không dám làm điều bậy. Họ chỉ muốn được đi giúp đỡ tha nhân, bởi vì họ rất thích tạo được thêm chút ít phước báo để cho nghiệp chướng của họ mau giảm đi phần nào và họ khỏi phải cực khổ lắm. Cho nên ở với những người tu hành lẽ tất nhiên rất là an toàn. Nếu như cả thế giới đều trở thành những người tu hành, thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn trộm cướp và sẽ không còn có những điều xấu. Chúng ta có thể thấy ngay những điểm tốt đẹp từ những điều này, cho nên tu hành rất là tốt.
Tuy nhiên không thể nói rằng đã là người tu hành thì không còn hưởng thụ thế gian nữa. Sau khi quý vị đã được sư phụ truyền tâm ấn xong, sư phụ đâu có bảo quý vị đem chồng hay vợ của quý vị mà liệng vào trong mương nước rồi đi theo sư phụ. Cũng không có kêu quý vị mỗi ngày ăn một bữa để tu khổ hạnh. Càng không kêu quý vị đem những áo quần đẹp cho vào cô nhi viện, hoặc là kêu quý vị đừng có săn sóc con cái của quý vị, hay không hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Sư phụ đâu có dạy quý vị những điều đó. Quý vị còn có gì sợ nữa không? Ta có thể một bên hưởng thụ cuộc sống, một bên tu hành để trở thành một người có đạo đức. Lúc ngồi thiền ta có thể nhìn thấy những cảnh giới đẹp đẽ, mỗi ngày đều được vui vẻ. Có nhiều ưu điểm như vậy, tại sao lại không tu? Chỉ có kẻ ngu dại mới không chịu tu. Quý vị có thể nói với họ như vậy. Vấn: Có người nói không ăn thịt rất khó chịu, làm sao có thể khuyên họ ăn chay? Sư phụ: Bởi vì họ quen rồi, cho rằng không ăn được thịt rất là khổ sở. Thật ra điều này chỉ là một thói quen mà thôi, chứ không phải không ăn được thịt sẽ trở nên khó chịu. Họ tưởng tượng rằng không ăn sẽ rất khổ. Quý vị có thể khuyên họ nên ăn chay thử. Nói với họ hãy ăn chay từ từ, chẳng hạn như mỗi tháng ăn chay 10 ngày, sau đó thử 3 tháng không ăn thịt có được không? Cho nên Phật Thích Ca khuyên chúng sinh ăn thập trai, lục trai, đó là vì những cớ này. Đối với những người chậm chạp đó, nên sử dụng phương pháp từ từ để giúp họ. Không nên cưỡng bách họ phải ăn chay ngay tức khắc, sợ họ chịu không nổi. Cũng như những người hút thuốc vậy, họ biết rõ ràng rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng họ không thể sửa đổi được, bởi vì họ đã quen rồi. Quý vị khó mà nói được điều gì với họ, chỉ nên khuyên họ từ từ bỏ dần. Chẳng hạn hôm nay hút 3 bao thuốc, ngày mai hút bớt còn 2 bao chín, ngày mốt hút 2 bao tám, từ từ còn hút 2 bao, 1 bao rưỡi, 1 bao, về sau 10 điếu, 7 điếu, 3 điếu. Một mặt tiết giảm, một mặt thì tu hành. Khi bỏ thuốc rồi thì có thể dùng thức ăn để thay thế, chẳng hạn như uống cacao hay ăn kẹo thơm miệng, dỗ dỗ cái miệng này, như vậy nó mới cam tâm một chút. Từ từ rồi sẽ quen và không còn hút nữa. Vấn đề ăn chay cũng giống như vậy. Mới đầu bảo họ ăn nửa chay nửa mặn, từ từ ăn chay nhiều hơn và bớt thịt lại. Về sau ăn thịt mỗi ngày một ít đi, cho đến lúc chỉ còn ăn chay thôi, như vậy họ có thể chịu được. Ngày nay, những người ăn chay có chế biến nhiều món chay dưới nhiều hình thức rất đẹp. Họ làm những món gà chay y như gà thật. Còn có cá chay, thịt bò bít tết chay nữa. Mới nhìn qua những món này thấy quen quen. Nói chung chỉ để phỉnh gạt đầu óc của những người mới tập ăn chay rằng đây cũng là thịt vậy, ăn được rồi. Chúng ta có thể đợi đến khi đói rồi mới ăn, lúc ấy ăn cái gì cũng ngon. Trước khi chúng ta rời khỏi nhà nên ăn cho no. Đợi đến khi đói rồi mới vào những quán ăn, lúc ấy lẽ dĩ nhiên là phải ăn thịt rồi. Vì bụng đói quá, đạo đức và giới luật quên sạch hết. Cho nên phải kiên tận lực mà làm. Từ từ, tự biến đổi lấy những thói quen trong đầu óc. Chúng ta có thể dùng phương pháp nhìn những vật dơ, thí dụ như thấy trong thịt có nhiều hóa chất gây ra bệnh ung thư, hoặc là nhìn thấy những nơi nuôi gà, vịt, heo, bò rất là hôi hám và mất vệ sinh. Những loại động vật ăn những con vật đã bị ương sình, hoặc những miếng thịt đã bị tan rửa, thối tha. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, chắc chắn chúng ta nuốt cũng không vô rồi. Vấn: Khi con nói một người nên tin theo một tôn giáo, thì họ nói rằng tin được rồi, cần gì phải mê. Thưa sư phụ, làm thế nào con có thể giúp họ? Sư phụ: Tin và mê không giống nhau. Họ nói rằng tin quá thành mê. Hỏi họ thử mê tín những gì? Mê tín Phật giáo. Phật giáo có gì không hay? Sư phụ nói cho biết,
có những người không thể nào độ được. Bất luận quý vị có nói như thế nào, cho dù họ hiểu rằng những lời ấy rất có đạo lý, họ cũng không nghe, bởi vì căn gốc của họ nghe không vô. Nếu như hôm nay quý vị khuyên họ một đôi lời, ngày mai lại khuyên họ một đôi lời, họ vẫn chưa nghe. Ngày mốt lại một lần nữa. Thế giới này vốn vô sự. Nếu họ muốn thành quỷ, hãy để cho họ thành quỷ, có sao đâu. Sư phụ vừa mới giảng qua, ý chí của chúng ta có toàn quyền tự do để lựa chọn. Hãy để cho mọi người được tự do, chọn lấy con đường của mình đi. Dù rằng chính sư phụ có giảng kinh, cũng không bao giờ ép buộc người khác làm một điều gì cả. Tôi nhận thấy rằng pháp môn Quán Âm rất kỳ diệu. Tôi ao ước những người tôi mến yêu nhất đều tin theo. Quý vị đừng nghĩ như vậy. Nếu như quý vị thích thú một điều gì, thì quý vị tự trói buộc mình vào điều ấy, hiểu không? Bởi vì có những lúc chúng ta từ lòng từ bi mà ra, có những lúc chính sư phụ làm cho thức tỉnh. Về điểm này, chúng ta nhìn cho rõ ràng. Có những lúc chúng ta vì lòng từ bi muốn được nhìn thấy mọi người vui vẻ, điều này chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên hãy nên để cho chúng sinh được tự do lựa chọn. Các vị Phật từ xưa đến nay chưa ép buộc một ai, chưa bao giờ cưỡng ép chúng sinh phải tin theo một tín ngưỡng nào. Cho nên Phật Thích Ca đến cõi Ta Bà này chưa độ được bao nhiêu chúng sinh, còn Chúa Giêsu Kitô khi đến có hơn 3 năm rồi cũng phải ra đi. Chúa Giêsu Kitô là một người có đại thần thông, Ngài có thể ở lại mà không phải ra đi. Như Thánh Kinh có chép lại, Chúa Giêsu Kitô đã từng kêu một người chết sống lại. Ngài gọi, Peter tỉnh dậy. Người chết lập tức sống lại. Ngài không phải bị ép chết, nhưng vì muốn thâu thập nghiệp chướng của chúng sinh, nên Ngài đã tự nguyện bị đày đọa để chúng sinh đóng đinh Ngài, chỉ vì Ngài đã tôn trọng quyền tự do ý chí của chúng sinh. Chúng ta cũng nên theo như vậy. Tin tưởng vào tôn giáo rất tốt, có được lòng từ bi cũng rất quý, nhưng cũng đừng nên quên rằng tất cả chúng sinh đều có quyền tự do lựa chọn của chính họ. Nếu chúng ta khuyên mà họ không nghe, thì hãy để cho họ được tự ý. Nếu không, chúng ta sẽ bị họ ràng buộc, chúng ta sẽ không còn được tự tại, chứ không phải họ không được tự tại. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết pháp tại Trung tâm Giải trí Lao Công, Đài Nam, vào ngày 17 tháng Giêng năm 1988.